我不喜欢。啊，都不喜欢。OK， 那我换一样。我喜欢吃甜的，甜。哈，难啊，苦的，苦的，巧克力，巧克力，我也是。苏哥，我也是。啊，我也是。OK， 哥，哥，怎么样？龙龙呢？我。非常喜欢呢，就圣巧克力。圣和你俩吧。圣和你俩吧。巧克力对，巧克力对，我。我呢？你会吗？你我，我打工呀。巧克力对，人家买过，人家不等我。OK， 到了到了，人家开心。开心。很开心。很开心，不开心，不开心，最开心的时候，最开心的时候，你呀，都不一样，笑，笑，笑一下，笑一下，微笑，微笑，大笑，大笑，不要笑，不要笑，笑死了，笑死了，笑死了，哦，可真的是。就是的 ，OK， 巧克力的啊，出来，你要一块巧克力，一块巧克力，甜的巧克力，甜的巧克力，苦的巧克力，苦的巧克力，啊，出来了，出来了，你要买，然后总是，轮轮，总是，tức là cái hành động đấy chúng ta lặp lại rất là nhiều lần, nó có kiểu như là sao thành thương hiệu luôn đấy, thành thói quen luôn đấy, mình gọi là tổng sự nhá. Nào, nó không ví dụ ạ. Ta chủ sư u xế dây. Anh ấy không là. Không là vậy, nhẹ nhàng ạ. Thế bạn. Ta tổng sự bao chú bia rừng. Rồi. Anh ấy luôn luôn giúp đỡ người khác. Anh ấy thảo, luôn luôn giúp đỡ người khác. Đó. 那你们平时总是感谢什么？那平常还两个条的，总是感谢什么？刷抖音啊，总是刷抖音的，那么喊起来哟，哦有，我给谢驴呢，你总是感谢什么？我也刷抖音，但是我不买，不买东西。OK， 放音呢？我也是。啊，也是哦，抖音的粉丝。那龙龙呢？我总是抽烟。检查别人。检查别人？我会检查你干啥？你本来给检查给理由，你看人家检查别人后面就。那几个检查人嘞，老板娘，那送哥了。他啊，娘，我总是帮助游人。游人的你啊。游人。啊，鱼人。鱼人，稍微小心。猪，鱼猪鱼。哎，老母亲，救命！还敢来接我呢？然后 ，OK， 那你走，你们刚才讲最香点的是谁呀？啊，打扮啊，打扮啊，妆脸华强格 ，make up 什么的 ，make up 啊，各位，谁有打扮？一会儿有晚会，我要打扮打扮。晚会的点多呀？就得一会儿，就是干啥？có tiệc tối tôi phải trang điểm nào trang điểm đó à trang nhá cú ok họ họ tạo ba có nghĩa là trang điểm thật xinh đẹp. Ngoài ra thì cái từ tạo ba này nó có nghĩa là hóa trang đúng không mọi người ạ? Ví dụ như hôm rồi Halloween ấy, Halloween thì đó là vạn sơn chế đó mà vạn sơn chế ní tả soạn tả bạn gì mà đó là tả tả bạn thành gì mà có nghĩa gì đây bạn đi hóa trang thành cái gì đúng rồi thì cái từ trang điểm này hóa trang đúng không ạ nhá, mình sẽ dùng cái từ tả bạn đúng không ạ? Nhưng mà anh chỉ hoàn tả bạn mà mọi người thích trang điểm không? Không biết, tôi không thích mẹ đi làm thì mới trang trang điểm chứ không phải trang điểm đâu. OK, đó là nhá, tổng sự,总是不写作业，总是帮助别人，总是帮助别人，打扮，
打扮。对，好好打扮。好好打扮。好好打扮，再来啊！想练了嘛？好的，训练。行，好，叫了几个清单嘞？行 ，OK， 开始。等会啊，他们一直问干嘛？买那个在哪呢？你别搞了，他们一直买那个东西。然后你再好学，你再来，你再好再来。像扫墓一样，我来过来呢，你数我呢，你像你呢。全家福，全家福，来，anh gia đình đúng không ạ? Chụp một bức ảnh gia đình sẽ là gì đấy? Hai trống chén cháo phụ. Hai trống chén cháo phụ. OK, số 2 nào. Châu yên thuốc. Rồi ạ. Một điếu thuốc là gì nhỉ? Y cân yên. Rồi, y cân yên. Đúng không? Ba. Suối. Cho nên đúng không ạ? Rồi, 4 ạ. Trọng. Trọng là đứng. Đứng lên là gì nhỉ? Trọng chỉ lại. Trọng chỉ lại. Trọng chỉ lại. Đứng lại. Trọng chỉ lại. Trọng chỉ lại. 站住啊！站住，那么一米一模一样。OK， 一模一样，来，容忍呀，我们你还是 look， OK， 好呢。仔细。cẩn thận， kỹ càng， đúng không ạ？ 7 nè。戴。戴。đeo đồ đội。đeo đồ đội đúng không ạ？ đeo tay đeo kính các thứ， rồi thì đội mũ nhá。戴眼镜吧，戴帽帽子 ，OK， 来呢。眼睛 ，OK， 裙呢？裙子，裙子，来，六个五裙子来，条嘛，一条裙子，什么？沙发，沙发，叠沙发 ，OK， 那连叠沙发怎么样？躺，躺呀，我已经躺着了，躺在沙发上，能吗？没摸呢。旁边，旁边，哪边？边在，边开。裙后，对。Thế bạn? Sai. Đoán. À đoán đúng hoặc đoán sai thì nó sẽ có là gì đấy? Sai. Tùy. Đúng rồi. Ví dụ là ô bạn đoán đúng rồi đấy. Sai tùy rồi. Đúng không ạ? Thế lê lê đoán sai rồi. Sai xua rồi. Đúng ạ. Phải 4. Hoa. Hoa là bông. Bông hoa. Đúng rồi. Ok. Thế bạn? Khai xin. Khai xin. Vui vui vẻ. 6. 16 nào. Xia. Cười. Mỉm cười là gì nhỉ?微笑 OK, cười lớn là? Bao là xiao OK, rồi 17 ạ? Chào cơ lì. 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 Là sô la đúng không ạ? OK, 18 ạ? Tổng sư. Tổng sư. Luôn luôn. Toàn là đúng không ạ? Nhá, 19 là? Tạ bàn. Tạ bàn, ăn mặc trong đi. Rồi, bây giờ câu số 1 chúng ta sẽ điền gì học phương ngữ?你看得很呢，很仔细，很仔细，然后 OK， 很仔细，然后啊，就是他字写作业啊，他把念的念的记啊，把念的都把记的话，这个韩字没晒哟，等会儿把这个韩字记没晒哟，说嗨呢。他小时候很喜欢唱歌，现在不喜欢了。你在哪？你在地上。你在以下的房租是多少钱？多少钱？你猜一下。买完。谁？懂了。房租了，你呀。你别退房了。等会儿，别听见，都来，还没点 ，OK， 什么呢？他今天跟男朋友见面。打扮得很漂亮。对，打扮得很漂亮，哇，好有才呀！我的妹的呀，哥。哥。大哥，扮得帅。trang điểm phải thật là lộn lộn trang điểm rất xinh đẹp kiếp thật là lộn lộn rồi ok rồi đó rồi chúng ta phần ngữ pháp nhá thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với trợ đó không ạ nhá và trợ này thường đứng sau động từ và nó cũng chỉ là đang và nó cũng biểu diễn tả biểu đạt cái ý là hành động đang xảy ra mọi người ạ nhá nào lớp đọc nào câu này nào lớp đọc nào của trang trợ你们坐着 ，OK， 我站着，
你们坐着，đúng rồi, tức là cô giáo đang đấy ạ, đang đứng con, mọi người đang ngồi. Thế mọi người nhìn cái hành động của cô giáo đang đứng và mọi người đang ngồi đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài chưa? Cũng dài đấy. À, cũng dài dài và nó lại liên tiếp xảy ra, đúng không ạ? Nhớ. Thì mình sẽ dùng cái từ chơi này để biểu đạt. Nó khác với cái từ dài ở một chỗ, đó là khi mà hành động mà biểu dùng dài để biểu đạt ấy thì nó có thể là bị ngắt quãng, tức là chúng ta không tập trung làm cái hành động đấy liên tiếp. Nên nó như là cái từ chậm, đúng không ạ? Ví dụ như cô giáo từ nãy chỉ đứng thôi thì là chậm chậm nhá. Đó, hay là mọi người đang ngồi thì là chua chậm, đúng không ạ? Thế dù cô giáo nói là của khẳng chờ nhìn mặt, của khẳng chờ nhìn mặt, nói sao ạ? Nhìn, nhưng mà chỉ nhìn mọi người nhưng không nhìn cái gì khác cả, tức là đang nhìn chằm chằm vào mọi người ấy, đúng không ạ? Nhưng mà cô giáo nói là của trai khẳng nhìn mặt không? Của trai khẳng nhìn mặt, tức là cô giáo nhìn mọi người, nhưng mà có lúc thì cô giáo nhìn trên bảng để giá, có lúc thì lại nhìn vào laptop để chuyển slide, đúng không ạ? Thì lúc đấy cô giáo sẽ dùng là của trai khẳng nhìn mặt. Thế nhưng mà cô giáo mà cứ nhìn chằm chằm mọi người thôi thì lúc đấy em sao lại ạ? Phải dùng là khẳng trợ. Ví dụ như là Lý Hứa với cả Trang Lý là chuyện riêng, nên là cô giáo vì mà lại im mà đang nhìn, đang nhìn quay ra cái phim bài bảo chứ bảo sư sẽ khẳng trợ nào chứ khẳng trợ nào là sao đấy ạ? Là nhìn thấy nó không nói chuyện nữa thì cái trợ và trợ nó khác nhau chỗ đấy, đúng không ạ? Nhớ nào, câu này đọc tiếp đi ạ, đọc đọc nào. Ta xin tiên chuẩn chứ Chuẩn chứ chờ nó không có dấu, mọi người đọc nhẹ thôi ạ. Chuẩn chứ, đúng không ạ? Cô, à, anh đến chứ. Quần áo mới. Đúng rồi, hôm nay anh đến mặc một bộ quần áo mới. Thì cái hành động mặc này nó liên tiếp diễn ra cho đến khi mà hành động đấy kích thích mọi người nhớ. Tức là anh không mặc nữa. Thế là mình sẽ dùng cái từ chuẩn chứ để biểu đạt, đúng không ạ? Sao cái gì? Khổ tâm. Nào, tiếp theo nào. Ta nhớ chờ một quyển sách cầm từ nãy giờ, đúng không ạ? À, mọi người có nhớ cái câu mọi người ngày xưa có xem cái tiểu phẩm cái gì mà từ khi tôi mặc cái áo này tôi chưa thấy con lợn nào nó chạy theo quá, có xem cái tiểu phẩm đấy không ạ? Lợn cưới áo mới đúng không? Nó làm thành cả hàng đấy, đúng rồi đấy ạ. Từ khi tôi mặc cái áo mới tôi chưa thấy con lợn nào chạy qua đấy, nó chính là gì đấy? Ta chuan chờ ý chiến xí nhị phủ đấy, đúng không ạ? Đấy là cái diễn tả đấy nhá. Nó chờ ý bản su là đang cầm cái quyển sách đấy cứ cầm mãi nhá, cầm như thế khi nào mặc tay và chán không muốn cầm nữa. À, câu cuối nào. Phòng chiến cầm mới khai chiến rồi, khai chiến ừ là cửa phòng này cho cứ mở, cứ đang mở suốt thôi, đúng không ạ? Nhớ khai chiến mọi người chú ý phân biệt giữa chạy và chớp, hả bác? Ừ đó nha, bao giờ cũng sẽ là động từ rồi mới đến chớp, đúng không ạ? Biểu thị sự tiếp diễn của động tác hoặc trạng thái nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ học về cái phần phản vấn. Cô giáo nhớ là hôm trước có một cái bài cái bài mà có cái từ trợ, mặc dù là chúng ta chưa được học nhưng mà hội thoại của bài này đã xuất hiện từ trợ. Cái bài mà tìm công việc của mọi người nhớ không? Đâu phải hai chữ. Bây giờ giảm lại, cô giáo sẽ giải thích mọi người cái lúc đấy bởi vì là chưa học đến. Thế nên là trang 19 mọi người ạ. Thế này là cô giáo không giải thích sâu, hôm nay học đến thôi thì cô giáo sẽ giải thích cho mọi người nhé. Đó, cái câu 19 ấy, Cao Xiao Minh nói là Hai mấy hiểu, truy trịn bằng trở trọng công dụ. À, tôi đã tham gia là hẳn tố trọng nhiên sự. Thì cái mắng trở này là sao đấy ạ? Anh ấy liên tục bận rộn cái việc tìm công việc nhá. Tức là tìm không ngừng nghỉ luôn ấy, tìm cho đến khi nào mà tìm được công việc rồi thì thôi. Thế nên là chúng ta sẽ dùng cái từ trợ, đúng không ạ, để biểu đạt nhá. Nó cũng, cái từ trợ này nó cũng khá là cái cách sử dụng nó cũng khá là trừu tượng một chút, đúng không ạ? Nên là đơn giản nhất thì chúng ta vẫn là dùng dạy, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau này mọi người quen rồi đấy, và người Trung Quốc họ cũng là dùng trợ thôi nhá, đúng không ạ? Rất ít khi là dùng dạy những trường hợp đơn giản nha. Ok, và câu phản vấn giờ mơ thì chúng ta cũng đã quá quen rồi, cô giáo suốt ngày hỏi mọi người rồi, đúng không ạ? Giờ mơ chưa mở quản á, giờ mơ chưa mở khai xin á, thế nhá, đúng không? Vậy bây giờ đọc nào. Đọc nào. Khảo sư khảo và tu khảo, sao hội cao xin nào. Ok, nghĩa gì đấy ạ? Thì không
À, đúng rồi, thì cháu không có sao mà vui được. Ờ, sao mà vui được đây, đúng không ạ? Nhớ thì cái câu phản vấn này mọi người này, hỏi nhưng mà làm sao, có phải để trả lời không? Không, mà này để phản vấn thôi, đúng không ạ? Nhớ, nó sẽ đáng nghe mà không như thế đâu, đúng không ạ? Thôi, tao đã là cô cao chi. À, giống như là tán rán chứng sư ở đây. Chẳng có khuyên chay nóng chân sâu hóa đó. Kiểu thế đó, đúng không ạ? Rồi nào, tiếp theo ạ. Nì zǎn nèng gào shù hua zhè jiān shì nǎ. Hǎ. Sao bạn có thể nói cho cái này? Ờ, cái việc này hoặc cái chuyện này đúng không ạ? Đáng lẽ là không nên nói mới đúng, sao lại nói được nhỉ? Ờ, sao lại làm như thế được nhỉ? Kiểu phản vấn thôi ạ, nhá. Ngữ điệu dùng như hình như tiếng Việt, giống tiếng Việt luôn ấy. Nào. Ta sẽ có khuê vũ trụ 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 ờ, là miếng giờ nào? Gì đấy? Ờ, sao không biết tên của bạn nhỉ? Ví dụ kiểu như là nói chuyện với nhau rôm rả như đúng rồi, cứ như là quen nhau từ lâu lắm rồi hóa ra không biết tên nhau. Ờ, không biết chứ sao nào? Kiểu như thế, được không bạn nhá? Nó như kiểu là lý sổ tác đáng đấy, như kiểu là cái chuyện mà đáng lẽ ra nó rất là đương nhiên luôn, nó rất là bình thường luôn, nhưng mà mình lại không làm theo như thế, nên là mình sẽ hỏi theo cái kiểu phản vấn như này. Chẳng mơ, được không ạ? Nhá. Mình cứ chung khỏi đọc đi. À, mọi người biết là phản vấn là được rồi. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ có làm quen với từ trợ và câu phản vấn thôi, đúng không ạ? Mọi người về có thể đọc lại nhá. Sau khi chúng ta đã học hai cái bài khóa của cái bài này rồi thì xem cái cách người ta sử dụng từ trợ này, và mọi người có thể nghiên cứu và cố gắng là sử dụng nó, đúng không ạ? Nếu mà biết cách sử dụng nó thì rất là tốt. Nào. Hello 啊. 高小明，你拿着什么？以前拍的全家福。你看，这是我的爸爸和妈妈。我爸爸喜欢抽烟，所以他拿着烟。你妈妈比爸爸年轻多了。对，我妈妈比爸爸小6岁。后面站着的两个女孩是谁？ 一个是我姐姐，一个是我妹妹，你猜猜哪个是姐姐？两个人一模一样，我怎么猜得到？怎么会一模一样？你再仔细的看看。哦，戴眼镜的是姐姐，穿裙子的是妹妹，对吗？猜对了，海伦，可以看看你的全家福吗？行，我明天一定带来。 高小明，你拿着什么？以前拍的全家福。你看，这是我的爸爸和妈妈。我爸爸喜欢抽烟，所以他拿着烟。你妈妈比爸爸年轻多了。对，我妈妈比爸爸小6岁。后面站着的两个女孩是谁？一个是我姐姐，一个是我妹妹。你猜猜哪个是姐姐？ 两个人一模一样，我怎么猜得到？怎么会一模一样？你再仔细的看看。哦，戴眼镜的是姐姐，穿裙子的是妹妹，对吗？猜对了，海伦，可以看看你的全家福吗？行，我明天一定带来。OK， 好，哎，那刚才高小明在拍照片，对吧？ 对不对？嗯，阿拉托，拿着，拿着照片。对，爸爸和妈妈在孩子的前面，对吗？是的，对的，对。嗯，海伦猜对了，谁是姐姐，谁是妹妹？对的。嗯，猜对了。照片上一共有6个人，对不对？坐。一共有几个人？ 五个人，好的，如果有什么问题，阿哥的电脑响铃呢？高小明，你拿着什么？刘明，他刘明发那个微信。嗯，以前拍的，拍以前拍的。
全家福。你看，这是我的爸爸和妈妈。我爸爸喜欢抽烟。所以他拿着烟。bức ảnh gia đình trước đây. Họ xem, đây là bố tôi, bố và mẹ tôi. Bố tôi thích hút thuốc nên là ông ấy cầm cái thuốc. Hello. À, nǐ māmā bǐ bàbà niān jīng duò le. À, mẹ bạn so với bố bạn trẻ hơn nhiều. Tôi, của mama bị bà bà xiao liu xuê. Xiao. Xiao liu xuê. Xiao liu xuê. Đúng rồi. Mẹ của tôi, kém bố tôi không rồi. Hậu miền trang trơ. Hậu miền. Hậu miền trang trơ. Ở lạc cơ nữ hán sẽ sẽ. Mặt sau hai người, con gái. Mặt sau là ai? Hai cái bé gái đúng không? Đứng đằng sau nhé. Trần trần. Đứng đằng sau là ai? Một là chị tôi, một là em gái của tôi. Bạn đoán xem ai là chị gái? Hai người đứng y hệt nhau. Người mà đeo kính là chị, người mặc máy là em. Rồi. Có phải không? Đúng rồi em. Dạ, tôi là Hải Lên. Có thể khai khai những chuyến tra phú mà. Em đúng rồi. Cho nên em có thể xem ảnh gia đình và đã ăn được không? Xíu. Của mình kia ý định đã lại. Rồi. Được, cảm ơn nhé. OK, 对，找了个好呢。高晓明的全家福是什么时候拍的？是以前拍的。高晓明的爸爸与妈妈大几岁？高晓明的爸爸与妈妈六岁。照片上谁穿着裙子？妹妹。啊，她的妹妹。高晓明让海伦明天带什么？让海伦明天带全家福。海伦的全家福很好，那你再念一遍，好，先看呀。海伦，你的全家福带来了吗？带来了，在我的手机里，你看看。你的爸爸和妈妈在沙发上坐着，两个孩子。一个在沙发后面站着，一个在妈妈旁边坐着。这张全家福什么时候拍的？是我小时候拍的。高晓明，你猜猜哪个是我？你坐在妈妈旁边，拿着花，开心地笑着，对不对？不对，我拿着巧克力。哦，那个站着的孩子是你，怎么跟男孩子一模一样？对。小时候我总是打扮的跟男孩子一样。那我怎么猜得到？也不信的。海伦，你的全家福带来了吗？带来了，在我的手机里，你看看。你的爸爸和妈妈在沙发上坐着，两个孩子。一个在沙发后面站着，
一个在妈妈旁边坐着。这张全家福什么时候拍的？是我小时候拍的。高小明，你猜猜哪个是我？你坐在妈妈旁边，拿着花，开心地笑着，对不对？不对，我拿着巧克力。哦，那个站着的孩子是你，怎么跟男孩子一模一样？对，小时候我总是打扮的跟男孩子一样。那我怎么猜得到？你的爸爸和妈妈在沙发上坐着，两个孩子，一个在沙发后面站着，一个在妈妈旁边坐着。这张全家衣服，全家福，什么时候拍的？不会在。我明白，你让我先做饭，先做饭。我安排的钱，我得等等招回，我得等。OK， 我得等到。等等招回。我得等到那年。我得等到那年。Đóng nhanh như kiểu là khi ở đường lên thì có được gì đấy. Bức ảnh này có chữ gì nào? Trả lời nhanh nhá. Chứ là xảy ra hôm hai là Cao Xiao Minh, nhỉ sai sai nả cơ sư của à, là ảnh tôi chụp lúc nhỏ. Cao Tiểu Minh, bạn đoán xem nha. Đâu là tôi? Tôi là... Đâu là tôi? Tôi là đâu? Đây là đâu? Tôi là ai? Ok, tiếp tục ạ. Nhi zuo zai ma ma pang tian, na zhe hua, kai xin de xiao zhe. Dui bu dui? Bạn ngồi bên cạnh mẹ, đang cầm hoa, rồi rất là vui, đúng không? Bu dui, wo na de qiao ke li. Đi, qiao ke li. Ke li. Không đúng, tôi đang cầm chocola. Chocola. Được.那个站着的孩子是你，怎么跟男孩子一模一样？我刘建罗，大鹏，对，啊，就是你。对，小时候我总是打扮的跟孩子男孩子一样。那我怎么在猜得到？猜得到。因为我的脑啊，都润润啊，像脸中糖果菜。nghĩa là kiểu như là tôi trông như là một trai ấy, kiểu thế thì lúc này từ tả ba mình sẽ hiểu sao đấy, nghĩa là ăn mặc, cái cách ăn mặc ấy, sau cử chỉ của một trai anh mình cũng có thể hiểu được. Ok, được ạ. Nào, tôi vẫn chưa sai được đâu. Ok, sao mình đoán được? Chứ khó nhỏ. Đúng không ạ? Ok, rồi trả lời câu hỏi nha. 两个大人在坐在哪？爸爸和妈妈在沙发上坐着。啊，在沙发上坐着。啊，坐在沙发上。一个，小时候的海伦。
么样子的？哦，打扮跟个男孩子一样，对吧？好的 ，OK， 跟我一样，白红白有些怎么来着？白，我来，你吹口白的，你先吹口白啊，你留白。对呀，不聊了，你别离开。